Này, cầm lấy. Rồi à, mù thì còn mày đặt chống gậy đi mua hoa quả nữa. Mua được có 20.000. Đưa tiền đây. À, cô đợi tôi chút ạ. Ái chà, mù mà có nhiều tiền phết nhở. Ờ, đủ rồi đấy. Thôi đi đi. Ơ cô ơi, cô chưa trả lại tiền thừa cho tôi. Thừa nào? Tiền nào mà thừa? Tiền hoa quả của bà 20.000 thì bà đưa đủ 20.000 rồi còn thừa cái gì? Cô ơi, tôi đưa cho cô là tờ 500. Cô trả lại tôi đi ạ. Không tin cô cứ xem lại thôi. Ờ hay cái bà này mày bị bụt cười nhở? Bị làm sao đấy? Bà mắt mù và đòi soi với người mắt sáng như tôi à? Hả? Bà đưa có 20.000 thôi, đi đi nhá, đừng mà vớ vẩn. Tôi đưa cho cô tờ 500, tôi mù, nhưng mà tôi không thể nào nhầm được đâu. Tôi sờ tiền kỹ lắm, cái tờ 500 này nó to hơn cái tờ 20. Cô ơi, cô trả lại tôi đi, tiền đấy là tiền ăn, rồi là tiền mua thuốc của tôi nữa đấy cô. Bà già mù đây, hả? Bà thích bờ bao bà không? Cô cút đi không ạ? Đừng mà liên chuyện, không cút. Cút đi, đứng đây ấm quẩy á. Bác có sao không ạ? Kìa chị, sao chị lại đẩy bác như vậy? Chị đẩy bác như thế nhỡ bác ngã ra đường làm sao thì sao? Làm sao? Về nhà mày à hả? Mày về trông cái sạp hoa quả của nhà mày đi nhá. Hoa quả ế thối đầy ra đấy. Đừng có mà đến đây ông xía vào chuyện bán hàng của tao. Tôi không có ý xía vào chuyện nhà chị. Nhưng mà tôi thấy chuyện bất bình tôi không thể không lên tiếng. Rõ ràng tôi thấy bác đưa chị 500.000. Mà chị nói là bác đưa chị có 20.000. Đã vậy chị cũng không trả lại tiền thừa cho bác ấy nữa. Chị cư xử như vậy là không đúng đâu. Đúng rồi đấy. Cô ở bên kia cô cũng nhìn thấy tôi đưa cho cô ta 500.000 đúng không ạ? À? Này, 500.000 nào? Mày bán hàng ở bên đấy mà mày nhìn thấy được là tao đưa cho bà bao tiền à? Mày thích điêu không? À tao biết rồi nhá, hay mày cố tình xăm soi chuyện buôn bán nhà tao đúng không? Hả? Mày định ăn cắp học đòi cách bán hàng nhà tao đúng không? Tôi đang dọn hàng thì tôi vô tình nhìn thấy thôi. Thế tôi không có ý xăm soi chuyện nhà chị. Mà nhà chị có cam đấy. Bây giờ chị cứ check cam đi là sẽ biết ai phải trái đúng sai như thế nào. Sao tao phải check cam nhà tao? Tao biết rồi nhá. Mày cả bài cố tình thông đồng với nhau xong rồi á vu vạ tao đúng không? Đã thế, tao không bán hàng đơn giản đây. Tao trả lại tiền. Này, cầm lấy tiền đi đi, cút đi. Đừng mà đứng đây ám khỏe nữa. Ông cô ơi, tiền của tôi là tờ 500 chứ không phải là cái tờ này. Đây không phải là tiền của tôi cô ơi. Bà thích điêu không hả? Tôi nói bà có đi không? Đi gì? Không đi à? Bà điêu, bà đi. Thôi, được rồi. Thôi bác ơi, mình đi về đi ạ. Bây giờ cũng khó đòi lại. Mà dây với chị thì phiền phức lắm. Để cho đưa bác sang bên kia nghỉ cho đỡ mệt nhá. Dài như đỉa ấy, cút đi. Đừng nghĩ là dây được vào tao biết chưa. Đi vào đây. Đây, bác ngồi xuống đây. Đó, bác ngồi xuống. Rồi. Cháu đi lấy nước cho bác uống đỡ khát nhá. Không cần đâu cháu ơi. Nhưng mà tiền của bác, đấy là tiền ăn cả tháng của bà cháu tôi. Cháu tôi nó thèm cam quá. Tôi phải nghĩ mãi mới dám mua cho cháu nó 20.000. Bây giờ lại mất cả tờ tiền như thế này. Như sau này bà cháu tôi phải sống như thế nào? Bác chờ cháu một chút ạ. Bác ơi, bác mang cam để cho cháu của bác ăn nhá. Cháu cũng bán hoa quả, cháu cũng có cam, cũng không có gì nhiều đâu ạ, bác đừng ngại. Ôi nhưng mà sao lại thấy có cả tờ tiền ở trong này thế ạ? Tôi không dám nhận đâu. Dạ không sao đâu bác ạ, bác cứ cầm lấy đi. Cháu còn trẻ mà, cháu có thể buôn bán kiếm tiền lại được. Bác cũng lớn tuổi rồi, mắt lại kém. Bác kiếm tiền không thể bằng cháu được. Bác còn phải lo cho cháu nhỏ ở nhà nữa. Không phải để cháu bé đói được đâu ạ. Bác cứ cầm lấy đi ạ. Nhưng mà không sao, bác cứ cầm đi ạ. Sau này bác có tiền thì bác lại mua hoa quả ủng hộ cho cháu. Cháu tốt quá. Bác cảm ơn cháu nhá. Nhất định rồi cháu sẽ gặp được những điều tốt lành. Bác chắc chắn là như vậy. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Bác cảm ơn. Bác về đây. Vâng ạ, bác đi cẩn thận ạ. Cảm ơn cháu nhá. Dạ. Rồi, nghèo mà hay bày đặt làm phước quá cơ nhở. Bảo sao á, nghèo mặt kiếp. Nhưng mà yên tâm nhá, tao sắp đi lấy chồng đại gia rồi. Đến lúc đấy tao sẽ không bán hoa quả ở đây nữa. Mày tha hồ mà bán một mình.
Hương. Anh yêu, sao hôm nay anh đến giờ này mà không báo với em trước ạ? Anh đến để báo với em một tin vui. Mà em đang tức giận chuyện gì đấy? À, em bực mình cái con bé hàng xóm ấy. Nó buôn gian bán lận cho cụ già mù. Em không thích như thế. Em bất bình đi nói vài câu ấy mà. Con đấy suốt ngày làm ăn không đàng hoàng thôi. Bực mình lắm. Sao trên đời này vẫn còn nhiều người tệ thế nhở? Không phải ai cũng đáng yêu và thật thà như người yêu của anh. Ngày ấy nếu như mẹ không cứu anh ấy thì chắc là giờ này anh không còn đứng ở đây nữa rồi. Vâng, tất nhiên rồi. Em luôn là người tốt mà. Mà anh bảo là có chuyện gì vui định nói với em thế? À, mẹ anh bảo là cuối tuần này mời em về nhà ăn cơm, ra mắt mẹ của anh. Tiện thể anh cũng sẽ thưa chuyện cưới xin của hai đứa mình luôn. Thật á? Em sắp được gặp chủ tịch tập đoàn Ham Group á? Ôi, anh ơi, em lo quá. Em không việc gì phải lo lắng đâu. Mẹ anh là một người rất tốt. Với cả là bà cũng muốn gặp người con gái đã từng cứu anh. Cho nên là chắc chắn bà sẽ đối xử tốt với em thôi. Dạ, vâng ạ. Vậy là sắp đổi đời rồi. Không còn phải chầy mặt bán hoa quả nữa. Bảo vào đây, bà Tiên chỗ ăn cắp gì đúng không hả? Cô là ai? Tôi có biết cô à? Bà ta không nhận ra mình. Mày thế, thế chắc là người làm nhà anh Hoàng. Đã thế, mình phải ra oai mới được. Thế tôi giới thiệu với cả bà nhá. Tôi là người yêu của anh Hoàng, là vợ tương lai của anh ấy, là chủ nhân căn nhà này. Nên bà liệu liệu mà phục vụ tôi cho tốt vào, không thì đừng có mặt trách. Đóng cửa vào. Toàn đồ ăn ngon này. Chả bù cho mình khổ sở suốt ngày phải ăn cơm bụi. Phải ăn trước khi mẹ chồng về mới được. Không thì bà nhìn thấy mình lại phải dám ăn nhỏ nhẹ. Đây là đồ ăn bà chủ chuẩn bị để tiếp khách. Cô không được ăn đâu. Ăn cái gì mà ăn? Con mắt nào của bà thấy tôi đang ăn? Tôi mù, nhưng mà tôi nghe rõ lắm. Cô không nên làm như thế đâu cô ạ. Mẹ em chứ, mù đéo thì tính thế nhỉ. Làm sao? Tôi ăn một hai miếng thì làm sao chết ai hả? Mà trong khi đây là đồ ăn mà mẹ chồng tôi chuẩn bị cho tôi ăn. Ăn một hai miếng thì làm sao? Bà là người làm ý, bà ít ý kiến ý cỏ lại nhá. Cô mà tôi cũng không hiểu sao nhà anh Hoàng giàu như thế lại thuê cái loại giúp việc nghèo hèn xong rồi mù như bà phải làm nhở? Mù làm được cái tích sự gì? Xong rồi ra chợ còn bị lừa mất tiền ấy. 500.000 bị lừa thành 20.000. Sao cô biết tôi bị lừa tiền mà lại còn biết rõ cả 500.000 nữa? Đúng rồi. Tôi nghe giọng của cô là tôi nhận ra cô ngay. Đúng cái gì mà đúng? Bớ vả vẩn, bà nhầm người rồi. Không, tôi không nhầm, chính là cô. Mà sao bà chủ lại có cô con dâu tương lai là người như thế này chứ? Cậu Hoàng cũng có biết cô là người lươn lẹo, tham lam lừa tiền của cả người mù không hả? Câm cái mồm của bà lại, bà nên nhớ ấy, bà chỉ là cái loại giúp việc mù, nghèo hèn mà thôi, bà biết chưa? Bà đừng đặt đằng chân, lên đằng đầu. Bà thích nói gì thì nói. Tôi như thế nào ấy, mặc xác tôi. Bà bị lừa ấy, bởi vì bà ngu. Tôi cấm bà không được phép bếp xét chuyện này với anh Hoàng hay là mẹ của anh ấy. Thì họ sẽ chỉ tin người con dâu tương lai là tôi thôi. Còn nếu bà vẫn cố tình bếp xét với họ ấy thì nhẹ là bà mất việc. Còn nặng, bà không chỉ khuyết tật mắt, bà còn khuyết tật một số bộ phận khác trên cơ thể của mình đấy. Cô làm cái gì đấy à? Câm mồm! Không được, để bà ta ở đây đêm dài lắm mộng. Phải tìm cách đuổi bà ta đi.
hào hải vị đây, ăn đi, nốc hết đi. Đây. Cô đến đây làm gì? Tôi đến để giao hàng. Vớ va vớ vẩn, nhà tôi bán hoa quả thì việc gì anh Hoàng phải đặt hoa quả nhà cô? Biến đi. Bác ơi, sao bác lại nhãi này? Để cháu đỡ bác một cái nè. Mày làm sao hả? Cút ngay ra, cút. Anh về đúng lúc lắm. Anh biết không, em vừa đến đây nhá thì thấy cảnh cô giúp việc nhà anh, gọi thêm người vào ăn trộm, xong rồi á, ăn vụng đồ nhà anh đấy. Em thấy người làm như thế này là không được đâu. Em nói xong còn hỗn xược với cả em. Anh thấy bà ta trông đáng thương, anh mủi lòng nhá. Đã mù rồi không biết điều, không làm được việc ấy. Cô đừng có mà nói dối. Tôi không phải là ăn trộm, tôi đến để giao hàng. Em đang nói cái gì đấy? Giúp việc nhà anh ăn trộm đồ rồi còn bị mù là sao? Thì không phải á? Không nhất là ăn trộm. Trời đất ơi, đúng rồi. Hôm trước nhá, bà ta còn ăn trộm tiền của em ở cửa hàng đấy anh ạ. Cô ăn nói linh tinh. Anh phải tin tôi. Hôm trước là cô ấy lấy trộm tiền của bác đấy. Hoàng, con đã nghe thấy cô ta nói gì chưa hả? Đây là cô người yêu đoan trang mà con định cưới làm vợ đấy à? Cái gì? Con trai á? Mẹ anh mà là cái bà già nghèo hèn này á? Đây là mẹ của anh đấy. Em đang nói kiểu gì đấy? Mẹ? Sao đây là mẹ anh được? Mẹ anh là chủ tịch tập đoàn Hang Group cơ mà. Kể mẹ, sao nay mẹ lại ăn mặc như này ạ? Sao mẹ lại giả mù để thương hiểu lầm nữa? Mẹ không đóng giả như thế thì làm sao được thử lòng được cô ta? Làm sao mà biết được bộ mặt thật của cô ta? Còn có biết không, cô ta tưởng mẹ mù cho nên đã cháo tiền rồi lấy của mẹ 500.000 đồng. May mà cô có gái tốt bụng để giúp đỡ, không những cho mẹ hoa quả mà lại còn cho cả mẹ tiền nữa. Đây mới là cô con dâu mà mẹ mong muốn. Còn người như cô ta không bao giờ bước chân vào được cửa nhà mình. Trong hai người kia, ai là người thằng Hoàng nó yêu? Là cô gái ở đằng sau ạ. Nhưng có một tin đồn cô ấy là gian thương, chuyên buôn điêu bán đắt, bán hàng đều. Không biết là có phải sự thật không? Để ta kiểm chứng xem cô gái mà thằng Hoàng nó muốn lấy làm vợ là người như thế nào mà khiến nó bỏ hết đi những mối thiên kim tiểu thư. Dân chợ búa như thế này thì không tránh được cái việc ăn nói chua ngoa, hành xử thiếu văn minh. Thì được rồi, để ta xem. Đúng là ở đâu cũng có người này người kia, cũng là dân buôn bán, mà cô gái kia thì lại thấu tình đạt lý, quá tốt đi. Còn cái người mà thằng Hoàng nó muốn cưới làm vợ thì lại khiến ta quá thất vọng. Người như vậy mà tại sao con trai ta lại muốn cưới? Không thể nào. Cô hãy cho điều tra kỹ xem sự thật phía sau là gì. Nghe nói thằng Hoàng đã từng mang ơn cô gái đó. Tìm hiểu kỹ rồi báo lại cho tôi nha. Vâng ạ. Con nghĩ cô ta là người giúp đỡ con đúng không? Nhưng thực sự không phải như thế đâu con ạ. Một người như cô ta ấy, không bao giờ bỏ công bỏ sức ra giúp đỡ người khác mà không có lợi lộc gì. Hơn thế, cô ta còn muốn cướp công của người khác nữa. Người cứu con thực sự là Trang đây. Mày là giám đốc của Ham Group đúng không? Nếu mày không thoát khỏi dự án, đừng trách vào tao nghe chưa? Công an! Công an đến! Có công an đến kìa! Công an! Công an! Này, anh có sao không? Bắt tôi đau quá, cô gọi giúp tôi cái xe cấp cứu. Được rồi, để tôi đưa anh đi trước đã. Không, mấy tên kia quay lại phức tạp lắm. Đây, đây, đây. Anh không sao nữa rồi, thì tôi đi đây. Khoan đã, nếu như sau này tôi muốn trả ơn cô thì phải làm sao? Anh không cần phải trả ơn tôi đâu. Không được, nhất định tôi sẽ trả ơn cô. Hay là cô cho tôi địa chỉ của cô đi. Tôi bán hoa quả ở chợ Nam Thành, đường Dương Khuê. Nếu như mà có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. Còn tôi không cần trả ơn gì đâu. Thôi tôi đi đây. Tôi nhất định sẽ tìm được em.
Cho tôi hỏi, đây có phải là chợ Nam Thành đường Dương Khuê không ạ? Mù à, không nhìn thấy em ạ. Anh đẹp trai, anh định mua hoa quả để em lấy cho anh nhá. Tôi đến đây là để trả ơn. Một người con gái vài ngày trước đã cứu tôi. Cô ấy bảo là cô ấy bán hoa quả ở đây. Ôi trời ơi, trả ơn á. Thế thì chắc phải nhiều tiền lắm. Nhận ngay. Dù sao anh ta hỏi thế là không biết tên rồi. Không biết mặt nữa thì chắc chắn là có vấn đề về mắt. À, dạ vâng, là em đây ạ. Em là người đã cứu anh đấy. Anh đã khỏe lại rồi à? Là em thật á? Dạ. Anh không sao chứ? Mắt anh nhìn thấy lại rồi ạ? Anh mừng quá. Cuối cùng anh cũng đã tìm được em rồi. Dạ. Hóa ra từ trước đến giờ là cô lừa tôi hả Thương? Không phải đâu anh ạ. Là mẹ anh muốn chia rẽ bọn mình nên mẹ anh mới nói như thế thôi. Mẹ đã cho điều tra và trích xuất camera tại bệnh viện hôm con được đưa vào. Người giúp đỡ con chính là Trang đây. Đúng, là trước đây tôi từng giúp đỡ một người. Nhưng mà chuyện cũng qua rất là lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hóa ra chàng trai bị đuổi đánh đấy là anh à? Thế thì đúng là em rồi. Chuyện quái gì thế này? Thế còn tôi? Cô không bao giờ xứng đáng về làm dâu nhà tôi đâu. Không phải là vì gia cảnh hay trình độ, mà là vì đạo đức. Đạo đức của cô quá tệ. Cô đã lươn lẹo, tham lam, khinh thường người khác, lại còn cướp công của người khác trở thành công của mình nữa. Cô đúng là vô liêm sỉ. Tôi khuyên cô sống cho tử tế vào, không thì cái quán hoa quả của cô ấy sớm muộn rồi cũng bị dẹp đi thôi. Chúng mày, chúng mày được lắm. Chúng mày chơi xỏ tao gì? Mày cứ đợi đấy. Con thấy chưa? Nhìn thấy rõ bộ mặt thật của nó chưa? Vậy hóa ra hôm nay bác gọi cháu đến đây bởi vì bác đã biết hết sự thật rồi ạ? Đúng vậy. Hơn nữa bác cũng muốn cảm ơn cháu và gửi lại cháu túi quà với tờ 500.000. Còn túi quà cháu mang đến đây, bác sẽ gửi cháu 50 triệu. Dạ không ạ, cháu không dám lấy đâu ạ. Cháu chỉ lấy đúng giá mà bình thường cháu vẫn bán ạ. Hoàng, đấy con đã nghe thấy chưa? Người như này thì con mới nên lấy làm vợ. Mẹ chỉ giúp đỡ con được đến như vậy thôi. Còn những việc tiếp theo con phải cố gắng lên nhá. Anh xin lỗi vì đã không nhận ra em sớm hơn. Cho anh cơ hội được tìm hiểu và trả ơn cho một lần nữa nhá. Anh không chê em ạ. Em tuyệt vời như này cơ mà. Chưa được tròn 2 cân đâu à, nhưng mà hôm nay tao tạo phước cho mày nên tao tính tròn cho 2 cân nhá. Xem nào. Mà hôm nay nhặt gì mà được ít thế? Sắt cái gì mà bã vụn như thế này? Sắt bã như thế này chỉ được tính 15.000 một cân thôi. 2 cân là 30. Này cầm lấy. Cô ơi, lúc nãy cô nghĩ cân cho cháu phải hơn 5 cân cơ ạ. Sao bây giờ có mới 2 cân thế cô? Nhờ đâu cân của cô bị sai thì sao ạ? Với cả cháu nhặt toàn cân đặt giá như này, chỗ khác người ta mua phải 20-30.000 một cân đấy cô ạ. Ô, cái thằng này nói nhiều thế nhở? Ý của mày là muốn đòi thêm tiền của tao đúng không? Tao cân cho khách từ sáng đến giờ có ai kêu gì đâu, mà đến lượt mày thì mày ý kiến là sao? Tao đã tử tế cân cho tròn 2 cân rồi mà có thích đòi hỏi à? Không phải à, nhưng mà đây là công sức từ sáng đến giờ của cháu. Với lại mẹ cháu đang bị ốm, cần tiền mua thuốc. Cô thương thì thương cho chót đi ạ. À? Hay là cô cho cháu thành 50.000 đi cô. Mẹ cháu ở nhà đang đợi cháu mua thuốc về. Cái thằng điên, mẹ mày bệnh thì liên quan đến tao mà tao phải giúp phải cho mày. Cô ơi, cháu xin cô đây. Ôi giời ơi, mày làm cái gì đấy à? Cái tay của mày đi nhặt nhạnh các kiểu, bây giờ mày động vào người tao nhớ lại bệnh cho tao thì sao hả? Không thì thôi, cô trả lại sắt vụn cho cháu, cháu đi bán chỗ khác. Này, mày bị dồ à? Mày đi vào đây mày bán cho tao xong bây giờ mày đòi lại là sao? Bây giờ đồ này là đồ của tao, nghe chưa? Còn tiền mày chê chứ gì? Không lấy thì thôi, đòi hỏi cái gì?
Cô ơi, cô dạ. Cháu không bán cho cô với giá này đâu. Cô trả lại đồ cho cháu đi. Đồ nào là đồ của mày? Bây giờ đồ này là của tao. Mày mà dám lấy cái này mang đi chỗ khác ấy là mang tội trộm cắp đấy, nghe chưa? Rõ ràng là đồ của cháu mà. Không đi thôi, cô đưa cho tiền đi. Tiền nào là tiền của mày? Ô, cái thằng này mày bị dồ à? Tự dưng đi vào nhà người ta hết đòi trộm đồ, bây giờ đòi tiền là sao? Này, đừng có tưởng là trẻ con mà tao không dám làm gì nhá. Cẩn thận tao vả cho một phát đấy. Cút. Quái lạ, thằng bé làm gì ở trong đấy mà lâu thế nhở? Ô kia Bảo, ôi cháu làm sao thế này, ai làm gì cháu à? Người ta lấy rất buồn của cháu, bà không trả tiền cho cháu nữa. Thôi được rồi, được rồi, chắc là người ta thấy cháu nhỏ không biết gì nên là người ta mới làm thế, để bà vào nói cho. Đi, đi. Mua của bọn trẻ con này đúng là sướng nhất. Đúng là cái lũ ngu không biết cái gì cả. Cô ơi, cô. Cái gì? Cháu tôi nó vừa đến đây bán sắt vụn, mà cái chỗ sắt đấy tôi cân ở nhà được hơn 5 cân. Cô xem như thế nào, tính tiền để cho cháu nó lấy tiền mua thuốc cho mẹ nó đang ốm ở nhà. Ờ hay, lúc nãy tôi trả tiền nó có lấy đâu, tức là do lỗi của nó chứ đâu phải của tại tôi. Lúc nãy cô ấy cân cho cháu được có mỗi 2 cân, rồi trả cho cháu được 30.000. Cháu đấy sai nên cháu không nhận. Rồi cô ấy lấy luôn sắt vụn của cháu, rồi không trả cháu tiền. Cô ơi, hoàn cảnh của cháu nó khổ lắm. Còn nhỏ tuổi như thế này mà đã phải nghỉ học để đi kiếm sắt vụn nuôi mẹ đấy. Cô không thương thì cũng thông cảm tính tiền cho cháu nó. Chứ 50.000 đối với người có điều kiện như cô thì không là gì cả, nhưng mà là bữa ăn cả tuần của cháu nó đấy cô ạ. Thế túm cái váy lại là hai bà cháu bà dắt nhau đến đây là để đòi tiền để ăn vạ tôi đúng không? Chúng tôi không đến đây ăn vạ hay đòi tiền gì cả, mà chúng tôi chỉ đến đây đòi lại những thứ gì thuộc về chúng tôi thôi. Nếu như cô không trả tiền thì cô cho thằng bé xin lại cái chỗ sắt vụn đấy. Này, bà định làm cái gì đấy ạ? Xuân ơi, Xuân. Nhưng mà cô lấy tiền mà, cô trả tiền đi. Mày xử lý ngay cái bà cháu này cho tao. Đi vào cửa hàng của mình làm ầm hết cả lên, đau hết cả đầu. Kìa. Mày có cút không? Đúng như gãy răng. Cháu ơi, không xong rồi. Bà cháu mình có đòi như thế nào cũng không được đâu. Mình về thôi cháu. Cút. Thôi thôi, đi vào cho cháu ăn đi. Vâng. Alo bé nghe ạ. Anh đi công tác về rồi á? Vâng, thế để em qua nhà, em nấu cho anh món gì ngon ngon ăn nhá. Anh đi công tác cả tuần bên Tây như thế, chắc là chán món Tây rồi đúng không? Thế để em nấu mấy món Việt siêu ngon cho anh ăn nhá. Trong đó có cả em. Vâng ạ. Mình phải mau chóng chộp được chủ tịch thì mới có cơ hội để đổi đời, rời khỏi cái nhà phế liệu tồi tàn này mới được. Bây giờ mình sẽ đi chọn một bộ đồ sexy để về gặp anh ý. Mình đúng là thông minh. Việc gì phải nấu nướng cho nó ám mùi thức ăn vào người. Đặt sẵn đồ ăn như này có phải là vừa nhanh vừa ngon vừa tiện không? Còn việc của mình bây giờ là đi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, nằm nghiêng ráo nước để chờ anh Cường về. Cái này cháu chưa có gì vào bụng cả. Ngồi đây. Con cảm ơn ạ. Mình mặc như thế này thì làm gì mà anh ấy chịu nổi nhỉ? Có khi lại ăn mình trước cũng nên ấy chứ. Hình như anh về hay sao ấy. Chắc là thấy đồ ăn ngon quá chén trước rồi. Hôm nay mình phải làm cho anh bất ngờ mới được. Mặc như thế này làm gì có thằng nào chịu nổi. Này, cô
Cô là ai? Là cô à? Giữa ban ngày ban mặt mà cô làm cái trò gì thế à? Sao hai bà cháu mày lại vào được đây hả? Tôi phải hỏi cô câu đó mới đúng ý. Sao cô lại vào đây được? Tôi hiểu rồi. Hai bà cháu bà lén lút đi theo tôi vì cái đống sắt vụn với mấy đồng bạc lẻ đúng không hả? Này, đã là kẻ đeo bám rồi, mày dám ngang nhiên vào nhà người ta ăn đồ người ta nấu như thế này á? Rồi ôi là rồi, có biết cái chỗ này người ta nấu hết bao nhiêu tiền không hả? Đúng là nghèo sinh hèn. Chúng tôi có nghèo cũng không hèn hạ đến mức đi ăn chặn của một đứa trẻ đang khó khăn. À, đã nghèo rồi lại còn dám già mồm à? Không được già kia, tôi nói cho bà biết nhá. Bà ngang nhiên đi vào nhà tôi, bà có biết đây là nhà ai không? Nhà của người yêu tôi. Bà mà không quỳ xuống xin lỗi tôi ngay lập tức ấy, thì tôi không còn tử tế được với bà nữa đâu nhá. Thôi bà ơi, con không muốn gây thêm rắc rối đâu. Để con xin lỗi cô ấy. Thằng kia, ngồi yên đấy. Tao không nói mày. Tao nói là tao nói bà quỳ xuống xin lỗi tôi. Liệu là xin lỗi cho tử tế, nói cái gì cho tôi lọt tai thì tôi bỏ qua. Không ấy, là tôi không tha cho cái mạng chó của hai bà cháu nhà bà đâu. Dù có đánh chết tôi ấy, tôi cũng không bao giờ quỳ dưới chân một cái người thủ đoạn xấu xa như cô. Được, thích thân lừa ưa nặng à? Ok đây. Bà ơi, bà, cô làm gì đây? Vào đây. Ngồi xuống. Này, hai bà cháu nhà bà ấy, cứ ở trong này chờ công an đến rước đi, rồi sẽ được vào tù ăn cơm nhà nước, chứ không cần phải đi nhặt nhạnh ve chai sống qua ngày nữa đâu. Tôi là chủ nhà này, cô làm vậy là phạm pháp đấy. Bà ơi, cháu không muốn vào tù đâu. Mẹ cháu còn ở nhà để cháu ăn thuốc về nữa. Đúng là già rồi mà còn lẩm cẩm. Thằng bé này nó còn hiểu chuyện biết điều hơn bà đấy. Cứ ở đấy mà nằm mơ mình là chủ cái nhà này đi nhá. Ok cô, à. Sao bây giờ anh mới về? Anh có biết là có người lẻn vào nhà mình rồi làm em ra nông nỗi như thế này không? Thế có làm sao không? Chúng đâu? Em đã phải lấy hết sức để trói chúng lại rồi đang nhốt ở trong phòng ấy. Anh vào xử lý đi. Để anh. Mẹ! Mẹ! Sao mẹ lại bị trói như thế này ạ? Con ơi là con, mày đưa cái thể loại phụ nữ gì về nhà mình thế à? Cô ta là gì với con? Để con đỡ mẹ dậy ạ. Chẳng có nhẽ thằng bé đấy cũng là con của anh Cường. Tôi chết. Em, đây là trộm cắp mà em nói sao? Anh, sao anh lại quát em? Anh cũng biết đấy thôi, cái bà già này đi với cái cậu bé này đến nhà em bán sắt vụn điêu cho em. Em đã trả tiền đồng hoàng rồi lại không biết điều, đã thế lại còn quay lại để ăn vạ tiền của em nữa. Chưa hết đâu, lại còn dám đi theo em lẻn vào trong nhà để trộm cắp đồ đấy. Anh có nhầm nhọt gì không? Đây làm gì phải mẹ anh, nữa đâu người giống người thì sao? Thì là mẹ của anh, không thể là người như em nói được, càng không thể làm trộm cắp. Mẹ của anh biết mật khẩu nhà, có thể vào nhà bất cứ lúc nào. Con ơi là con, sao con lại qua lại với cái người phụ nữ độc ác xấu xa như thế này? Mẹ nói vậy là sao ạ? Cô ta đường đường là một chủ buôn phế liệu lớn, vậy mà ăn chặt mấy chục nghìn của một thằng bé đang tuổi ăn tuổi học mà phải nghỉ học để đi nhặt sắt vụn để mưu sinh, để nuôi một người mẹ đang ốm đau bệnh tật. Còn nghe như thế có được không ạ? Bác ơi, bác đừng đổ tiếng ác cho cháu như thế. Rõ ràng là cậu này đến nhà cháu bán sắt vụn, cháu đã trả tiền đoàn hoàng rồi. Lúc cậu ấy đến ý, là cân có hơn một cân sắt thôi, nhưng mà cháu thấy toàn sắt mã, cháu thấy cũng thương. Cháu tính tròn cho hai cân còn muốn gì nữa. Chẳng qua ấy là nghèo sinh hèn, được voi đòi tiên nên muốn vòi thêm tiền thôi. Cháu không đồng ý, thế là đến ăn vạ. Cháu làm như thế có gì là sai đâu. Đúng là làm phước phải tội. Cô đừng tưởng tôi không biết gì mà muốn nói gì thì nói nhá. Chính tôi cùng với cậu bé này đi nhặt sắt vụn rồi mang đến quán của cô bán đấy. Túi đây, con bỏ túi ra. Không về chỗ này nữa. Bà nghĩ chỗ này chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Hay là cháu cầm lấy tiền đi mua thuốc rồi là mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ, hai mẹ con cùng ăn. Thôi, chỗ này nhiều quá, cháu không dám lấy đâu. Mẹ cháu dặn là không nên nhận tiền của người lạ, vì người kia còn nhiều nhà, còn có hoàn cảnh khó khăn hơn cả cháu. Nhà cháu có thể làm ra tiền được mà.
cháu ít thì ăn ít, có nhiều thì ăn nhiều thôi bà ạ. Vậy thì bà cùng đi nhặt phế liệu với cháu cho được nhiều, rồi hai bà cháu mình cùng đem bán nhá. Vâng ạ. Thế đi. Đây 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 nữa. Chỗ này bà cân thử rồi, cũng được hơn 5 cân. Cháu mà bán đi thì cũng đủ tiền mua thuốc cho mẹ rồi đấy. May quá, có bà nhặt cùng nên là mới sớm và nhiều thế này. Cháu cảm ơn bà. Thôi mang vào bán đi, bà đứng đây chờ nhá. Vâng ạ. Đã thế, cô ta còn cho mấy tên đàn em bặm trợm đến đuổi đánh mẹ với Bảo. Mẹ về nhà con vì tiện gần đây, tưởng con đã cơm nước sẵn sàng. Bảo nó đói quá, mẹ lấy đồ ăn cho nó. Cô ta thấy vậy liền chói mẹ với Bảo rồi nhốt vào trong phòng. Con xem, những việc như thế mà cô ta còn dám làm thì tự hỏi còn chuyện gì cô ta không dám làm nữa hả? Bác ơi, không phải, không phải như thế đâu mà. Tại cháu cứ tưởng bác là bà của thằng bé cho nên là cháu mới. Vì em nhìn mẹ anh trông giản dị quá nên là em coi thường đúng không? Tôi muốn đi lại cho gân cốt nó khỏe. Với lại đi nhặt nhạnh phế liệu là cũng để giảm rác thải, bảo vệ cho môi trường. Nhưng đúng thật là ông trời có mắt, vì tôi làm việc tốt cho nên đã cho tôi thấy được con người thật của cô. Cháu biết lỗi của mình rồi, cháu biết cháu làm thế là sai ạ. Bây giờ cháu không thể nào quay trở lại thời gian để sửa chữa lỗi lầm của mình được. Nhưng mà cháu hứa, chỉ cần bác cho cháu một cơ hội sửa sai thôi, cháu hứa sẽ làm một người con dâu tốt trong tương lai. Bác, tôi nhận cô là con dâu bao giờ? Mẹ không chấp nhận một người phụ nữ như thế này bước chân vào nhà mình để làm dâu đâu con nhé. Con làm sao thì làm đi, mẹ không muốn nhìn thấy mặt cô ta nữa. Để bà đưa cháu về xem mẹ cháu ốm đau như thế nào nhé. Bác ơi. Cô đừng nãy để làm gì nữa, chúng ta chấm dứt rồi. Anh nói sao cơ ạ? Chấm dứt là chấm dứt thế nào? Anh không còn yêu em nữa à? Em đối xử với anh hết lòng như vậy, tại sao anh lại nhìn cách em đối xử với người khác để mà đối xử như thế với em hả? Người khác? Đó là mẹ của anh, chứ không phải là người khác nào cả. Em sống quá sai rồi đấy, đến bây giờ em vẫn chưa ngộ ra ư? Vậy thì em về nhà tự vấn lại bản thân đi, chúng ta kết thúc. Không, anh Cường ơi, nghe em nói đã, anh Cường. Lắm nhờ, khổ thân con gái, sao mà ra đường ăn mặc phong phanh như thế này. Xã hội bây giờ loạn thật đấy, cho em hoảng lắm đúng không? Bắt được cái tên kia phải cho nó một trận. Em về nhà nghỉ ngơi đi, mà lần sau ra đường cứ ăn mặc kín đáo cho chị này này là không đứa nào dám trêu đâu. Được rồi, em cảm ơn anh chị nhiều. Về đi. Khổ thân con bé, bị như thế chắc sang trần tâm lý ấy. Phải chịu hết hồn. Công nhận đấy, mà cũng may chị mặc toàn quần áo dài. Ôi này chị ơi, chị quên không lấy lại thẻ ATM kìa. Đấy, chị mà cứ để quên như thế này à, kẻ gian người ta mà lấy là nguy hiểm lắm. Chị đáng chí thật đấy. Cảm ơn em nhá. À, dạ không có gì. Chị về đây. Dạ. Cảm ơn em. Còn ngủ. Này, nhìn gì đấy? Khoan, tên biến thái và cô gái ở cây ATM. À, hóa ra là hai người quen nhau à? Hai người cùng một ruột có đúng không? Tên biến thái này nữa, hôm nay tôi phải cho anh một trận. Ôi, làm sao mà tôi mới trêu một tí mà hai người đã rén đấy nhở? Sao, tôi đã lấy được thẻ chưa? Đương nhiên là phải lấy được rồi chứ. Tên tên tên. Đã dàn cảnh chuyên nghiệp như thế làm sao mà lọt được. Này, cái bà đấy nhá, là giàu nhất khu gần nhà tao đấy. Tao phải dình bao nhiêu lâu mới tiếp cận được ấy. Và mật khẩu là gì? Đương nhiên là tao phải biết pass. 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9. Sao, được chưa?
Không được. Này, sao lại thế nhở? Mày có nhìn nhầm không đấy? Không, chuẩn 100%, chắc chắn là mắt đau nhìn thấy mà. 89 89 89. Có được đâu. Đùa mày nữa, bây giờ có thẻ mà không có mật khẩu thì làm sao mà tiêu được tiền? Ôi, thế không biết. Hay là chúng mình cứ quan trọng hóa vấn đề lên nhỉ? Chứ tao nghĩ chắc là đầu óc của bà đấy cũng bã đậu giống tao thôi. Hay là mày thử nhập cái mật khẩu giống như của tao đi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 làm sao? Mày điên à? Để thế thì ai mà chẳng lấy được. Thế thì loạn hết rồi. Ôi, ôi được rồi này chúng mày ơi. Được rồi này. Bây giờ hack được thẻ rồi thì tao sẽ hack luôn tài khoản bà này. Tha hồ mà tiêu tiền luôn. Em gì ơi, mày cầm cái menu vào đây. Nhanh cái chân lên. Menu đây ạ, em lấy chị ở đồ. Menu phải tự tưởng. Trời đất ơi, menu làm cái gì? Em ơi, bọn chị không thiếu gì tiền, cho nên là em cứ lấy tất cả những cái món ăn nào mà ngon nhất, đắt nhất ở quán của em ra đây. Bọn chị không cần xem giá, cũng không cần phải nhìn menu, ok? À, từ từ đã. Em cứ mang tất cả những cái món ăn nào mà có ở trong menu của em ra đây là được. Nhanh cái tay cái chân lên, đói lắm rồi. Anh chị ơi, nếu mà gọi hết tất cả các món trên menu thì sẽ nhiều lắm đấy ạ. Con nhân viên kia, làm sao mà mày rách việc thế nhở? Nếu mà bọn tao ăn không hết ấy, thì bọn tao đổ chỗ chó nó ăn. Cái loại nhân viên quèn như mày ấy, đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền. Chưa đủ tuổi, chưa đủ tầm đâu. Đem hết đồ ra đây, nhanh vào luôn. Vâng, anh chị đợi một chút ạ. Ý thời gian. Nha lằng nhằng. Này chúng mày ơi, bây giờ có nhiều tiền như thế này ấy, chắc là tao phải đi trùng tu lại nhan sắc, xong rồi độ một cái cặp loa vượt mặt như thế này. Lúc đấy nhá, tao sẽ đi câu đại gia, sẽ không cần phải đi làm cái trò lừa đảo vặt vãnh này nữa. Còn tao ấy, tao sẽ mua một đống đồ hiệu, tao sẽ sống trong nhung lụa để bọn nó lác mất. Còn tao nhá, tao sẽ bao nuôi hai tay hai em cho nó sướng. Nhìn mấy người quen quen, hình như chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải. Bỏ cái trò ấy đi, thấy đây xinh đẹp nên là tìm cách làm quen đúng không? Này, tôi đẹp chứ tôi không có dễ dãi đâu. Lừa đi. Không phải, là vì dạo gần đây tôi thấy có rất là nhiều vụ lừa đảo và chiếm đoạt thẻ của người khác. Mà nhìn mấy người trông cũng có vẻ có tiền, nên tôi chỉ muốn nhắc ba người phải thật cẩn thận hơn thôi. À đúng rồi, tôi nhớ rồi, tôi đã gặp ba người ở cây ATM thì phải. Gì? Vớ va vớ vẩn, gặp lúc nào mà gặp? Như cái thằng rồ ấy, vô duyên. À, hay là mày định vào đây để lừa đảo bọn tao đúng không? Mà không phải. Nhìn thằng này ấy, trông có vẻ là ăn mày ăn xin. Chắc là định vào đây để xin xỏ mình cái gì rồi. Tao nói cho mày biết, ngoan ngoãn ý thì bọn tao còn cho cái mà ăn, còn lằng nhằng ấy mà tao gọi bảo vệ vào đây bách đi đấy. Mày thấy người sao mày định bắt quàng làm họ? Đấy. Thôi được rồi, tôi sẽ đi. Chúc ba người ngon miệng. Này, tao bảo này. Sao nó cứ nhìn ba tụi mình từ nãy đến giờ ấy nhở? Tao cứ thấy lo lo ấy. Mày lo cái gì? Lo thì làm sao mà biết được cái gì? Mày cứ thần hồn nát thần tính đi, bớt lo với sợ lại. Thì tao cũng biết là thế, nhưng mà nhỡ nó phát hiện ra cái gì, xong rồi ba tụi mình bị bắt đi thì sao? Ôi, cái con này lấy cái bụng tôi. Mày làm như thế mới là bị lộ đấy. Em ơi, chị dùng khó chợ, lát em sẽ lên thêm đồ. Ôi dồi, đồ ăn ngon, đồ ăn ngon. Chúng mày tận hưởng thôi. Còn đói quá, từ sáng giờ chưa bỏ bụng cái gì. Thôi em. Em chào chị. Chào em. Chị có quen ba người bên bàn kia không ạ? Hình như là không. Tôi không biết họ là ai cả. Có chuyện gì thế? Chị nhìn kỹ đi. Họ chính là người đã dàn cảnh ở cây ATM, tính lấy thẻ ngân hàng và chiếm đoạt tiền trong thẻ của chị. Tên kia thì hất váy. Cô gái còn lại chính là người đã lấy thẻ của chị. Trời ơi, vậy thẻ của tôi, tiền của tôi. Chị yên tâm đi, tôi đã giúp chị lấy lại thẻ. Nhưng tôi cần chị
phối hợp cùng tôi để có thể bắt được họ. No. À, con kia, thanh toán đi. Của anh chị hết 2,2 triệu ạ. 2,2 triệu à? Quay thẻ đi em. No thật đấy. Này, lần sau phải đến đi ăn lần nữa. Ừ. Ngon. Chị ơi, thẻ bị lỗi ạ. Cái gì? Sao lại lỗi? Mẹ nói lên chuyện cái gì đấy hả? Đây là thẻ VIP. Trong này có rất là nhiều tiền, nghe rõ chưa? Hay là mày là nhân viên mới nên không biết dùng máy quẹt thẻ hả? Ừ, em đã thử lại rất nhiều lần rồi. Mình vui lòng chuyển khoản giúp em với ạ. Này, cái thẻ của tao có nhiều tiền như thế này mà mày bảo không quẹt được là sao? Mày làm ăn bồ láo mất dạy nó vừa thôi. Mày có đứng đấy mày nhìn cái gì? Đi vào quẹt lại đi. Quẹt bao giờ được thì thôi. Nhanh cái chân lên. Để em thử lại ạ. Cơ mình. Này chúng mày này. Hay là trong cái thẻ nó không có tiền. Hoặc là cái bà kia bà biết được là mất thẻ rồi nên bà khóa thẻ. Bây giờ đống như này không có tiền trả đâu. Không muốn bê lên phường chuột luôn. Các người, tên biến thái, cô gái giúp đỡ và cô gái bị hại, các người cùng một ruộng với nhau, tính lừa tôi đi à? Này, chị đừng có mà nhận nhầm người nhá. Đừng có mà gấp được bỏ tay người. Các chị vừa uống nước của tôi chia sẻ tiền đi đâu đấy? Vừa nãy hóng hách lắm mà, sao giờ lại chạy? Ai nói với mày là bọn tao chạy? Bọn tao chỉ là đi tìm nhà vệ sinh thôi. Ừ, bọn tao đi vệ sinh. Đi vệ sinh ở ngoài đường lớn thế này á? Tại sao không vào trong nhà? Các người thôi đi, đừng có mà diễn kịch nữa. Mày khuấy được các người, tôi đã biết hết cả rồi. Ba người chuyên dàn cảnh những cái ATM, sau đó là chiếm đoạt tiền và thẻ của người khác. Tôi đã theo dõi từ lâu và đã có trong tay tất cả mọi bằng chứng rồi. Cộng thêm cả việc ngày hôm nay ba người quyết tiền ở nhà hàng nữa, thì chuẩn bị tinh thần mà ngồi tù đi là vừa đấy. Mày ơi, tao không muốn đi tù đâu. Tao không muốn ngồi tù đâu, tao còn mẹ già con thơ nữa. Tao không chạy được đâu. Lên Phương. Tha cho tôi đi. Cho con xin lại số vàng với cả số tiền hồi môn mà trước đây con gửi mẹ với ạ. Bây giờ bố con đang ốm, nằm liệt một chỗ rất cần tiền để phẫu thuật. Mẹ cho con xin lại với ạ. Mẹ ơi. Mẹ. Kìa. Mẹ ơi. Mẹ đang nói với tôi đấy ạ. Mẹ cho con xin lại đi ạ. Anh Cường, anh nói giúp em với. Anh nói giúp thế nào được? Bố em thì em đi mà nói chứ, anh chịu. Giờ còn tiền đâu nữa mà gấp với chị gáp. Mẹ nói như thế là sao ạ? Số tiền và số vàng mà con đưa cho mẹ cũng phải tầm 500-600 triệu. Sao bây giờ mẹ lại tảo một câu lửng lơ như thế ạ? Tôi bán hết để lấy tiền con góp lại gửi tiết kiệm rồi. Mà làm cái sổ tiết kiệm bây giờ có thể là cứ rút ra là thích rút là được đâu. Phải cuối năm, đến hạn thì mới rút được. Mẹ bán vàng của con đi. Mà tại sao mẹ không nói với con một câu nào thế ạ? Này, cô là phận con dâu đấy nhá. Cô dám ăn nói chất vấn như thế bà mẹ chồng à? Láo lếu nó vừa thôi. Thôi được rồi, vậy bây giờ con không truy cứu trách nhiệm nữa. Chỉ cần mẹ đi cùng với con ra ngân hàng để rút số tiền đấy về, để con có tiền điều trị cho bố con, được không ạ? Cô bị bệnh ngu à? Bây giờ rút ra thì mất hết cả lãi. Cô bị bệnh ung thư thì kiểu gì chả chết. Tự dưng lại bỏ ra một số tiền lớn như này để chữa trị thì vô ích cả. Mà bố cô ấy cũng là không biết thương con thương cháu gì cả. Mẹ đừng có nói về bố con như thế ạ. Con cô dám ăn nói như thế với mẹ tôi đấy ạ? Mẹ tôi nói có gì sai? Cô lấy chồng rồi thì phải theo nhà chồng, không phải lúc nào cũng chăm hướng về nhà ngoại đâu. Sao anh lại đánh em? Bây giờ em hỏi anh nhá, nếu như mà mẹ bị bệnh nằm một chỗ thì anh có mặc kệ mẹ không? Mẹ, nếu như mẹ bị ốm, mẹ có để cho con trai của mẹ mặc kệ không điều trị cho mẹ không ạ? Mẹ chú éo tao hả? Mày vả ra đó một cái nữa cho tao. Láo. Còn tao nói cho cái mặt mày biết nhá, mày đã lấy chồng rồi thì toàn bộ số tài sản của mày phải chia đôi. Có nghĩa là một nửa số cổ hồi môn của mày là của thằng Cường, chứ không phải mày thích quyết là mày quyết, mày nghe rõ chưa? Anh không giúp đâu, số tiền đấy là để lo cho tương lai của chúng ta. Tuy nó hơi gia trưởng một tí thôi, nhưng mà vì anh lo cho em, lo cho con chúng mình sau này nữa. Các người đúng là độc ác, vô nhân tính.
Alo, con đây ạ. Con đang đi lo liệu tiền để vào viện chữa trị cho bố đây ạ. Sao ạ? Bố đang nguy kịch rồi ạ. Mẹ ơi, mẹ chờ con nhá, con sẽ bảo ngay đây ạ. Mẹ ơi, con xin mẹ đấy. Anh ơi, em xin anh, em xin chị. Mẹ ơi, mọi người cứu bố con với ạ. Bây giờ bố con đang rất cần tiền để con phẫu thuật. Bây giờ mẹ cho con vay cũng được ạ. Con sẽ trả lãi cho mẹ mà. Mẹ cứu con đi, mẹ giúp con đi ạ. Rồi sau này con sẽ đi làm. Con sẽ kiếm tiền về con đưa hết cho mẹ mà. Ui, ông ấy sắp đi rồi. Gấp gấp đến nơi rồi còn cố làm gì cho nó vô bổ ra. Để cho ông ấy đi cho nó đỡ đau đớn, cho nó thanh thản. Như thế là có thể trọn vẹn cả đôi đường không? Tôi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay đâu. Anh Trực Yến cho em này. Em ăn đi, còn lấy lại sức nhá. Con ơi, thế là mọi chuyện qua hết cả rồi. Giờ bố con đang ở dưới kia đoàn tụ cùng với ông bà ông vải, không phải chịu đau đớn khổ sở nữa, nên là yên tâm lắm rồi. Nhưng mà người sống thì vẫn cứ phải sống. Con phải bồi bổ, dưỡng sức cho nó khỏe mạnh thì bố con mới yên tâm mà ra đi được chứ. Đúng rồi đấy Trang ạ. Em không vì gì phải lo lắng cả đâu. Mọi chuyện đã có cả nhà lo cho em rồi. Giờ việc của em là nằm xuống nghỉ ngơi đi nhá. Tí nữa chị dọn dẹp tất cả mọi thứ cho. À, thôi, mẹ với chị ra ngoài dọn dẹp đi ạ. Để con cho Trang ngủ nhá. Yên tâm ngủ đi nhá. Có anh ở đây rồi, em không cần phải lo cái gì đâu nhá. Ngủ đi nhá. Em ơi, em ơi, rửa bố đâu. Việt Nam. Thần tài đến, thần tài đến. Ôi, rồi. Thùng phúng điếu của bố vợ mày nặng phết. Mẹ con mình giàu to rồi. Để con, để con. Bàn tay vàng. Sao có cái gì dính dính đi cả? Cái gì chẳng ăn hại này. Không biết tay ra được. Mẹ ơi, cái gì dính cục, con cũng bị. Ôi giời, cái đứa này chẳng làm được cái tác sự gì cả. Nghe xem nào. Nó như kiểu bẫy chuột đi. Bẫy chuột á? Thế nhở? Không ngờ đặt một cái bẫy mà bắt được tận 3 con chuột cống. Là cô, cô chơi xỏ mẹ con tôi phải không? Mẹ thấy chưa, con đã bảo nó là con cáo rồi mà. Lúc nào cũng tỏ ra là mình ngây thơ trong sáng lắm ý. Cô đi tin. Cô nói đi, cô cố tình làm ra trò này đúng không? À, đúng, là tôi cố tình đấy. Nhưng mà các người không thử nhìn lại đi, xem các người đang làm cái trò gì đây. Đây là thùng tiền không thiếu của bố tôi. Vậy mà các người tụm năm tụm ba vào đây định xâu xé à? Bố tôi mất, mồ còn chưa xanh cỏ mà các người định trộm cắp tiền phúng điếu của ông để hưởng lợi à? Ôi, cô đừng có vu oan giá họa cho mẹ con tôi nhé. Mẹ con tôi sang đây là mục đích giúp đỡ cô. Còn cái tiền phúng viếng này, tôi định tôi cất giấu đi cho cô, phòng kẻ gian nó lấy trộm. Thế mà cô lại nghĩ sai cho mẹ con tôi à? Đúng rồi, thế còn phải mất dạy. Cô nhìn lại bản thân của mình đi. Cô không thích gia đình tôi, nên cô cố tình bày ra trò bị ổi này đúng không? À, tôi đã hy vọng các người còn một chút tình người để không dính bẫy. Nhưng mà hóa ra tôi nhầm rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Bây giờ nó đi rồi, mẹ nói cho chúng mày nghe, mẹ có một cái kế hoạch này hay lắm. Kế hoạch gì hả mẹ? Con đang lo nhà mình phải mất tiền phúng viếng nhà nó ấy. Nhà mình không những không mất đồng nào mà lại còn thu về rất nhiều tiền nữa chứ.
cách gì hả mẹ? Con cũng đang muốn có nhiều tiền. Mẹ thử test xem hai đứa chúng mày thông minh đến mức độ nào nhá. Bây giờ mẹ hỏi các con, trong một cái đám ma ấy thì thu về được cái gì nào? Tiền phúng viếng. Đúng quá, các con của mẹ quá thông minh. Nhưng mà cái tiền đấy thì là mẹ con nó cầm, chứ mẹ con mình làm gì đến lượt. Vâng, bây giờ ấy, có cái gì mà dâng được tận miệng mình đâu. Thế cho nên ấy, mình phải nghĩ cách làm như thế nào đấy để giành giật lại được cái tiền đấy chứ. Ý của mẹ là gì ạ? Còn gì nữa, bây giờ nhá, mình phải đổi trắng thay đen, đánh cháo ấy, thật thật giả giả, thật thật giả giả. Thế bây giờ nhá, đám ma còn lời hơn đám cưới nhiều ấy chứ. Từ xưa tới nay ấy, nhà nó là dân buôn bán, chắc chắn là bạn bè họ hàng thân thích nhà nó toàn dân buôn bán, máu mặt nhiều tiền, chắc chắn là nó phúng viếng cái thật tỉnh sộp lắm đấy, con biết chưa. Thế thì cầu trời cầu Phật cho bố nó đứt sớm để nhà mình nhanh giàu. Nhưng mà nhớ nhá, có người phát hiện thì làm sao? Phát hiện làm sao được, toàn là người nhà với nhau. Hơn nữa tiền này nó nhạy cảm lắm, mẹ con mất đấy không dám hé miệng ra mà kêu ca đâu. Như thế là họ hàng này, người nhà, bạn bè nó chả cười vào mặt cho ấy à. Mẹ nói đúng. Thế thì nhá, mẹ con mình phải chuẩn bị thật kỹ, con sẽ đi chuẩn bị thùng tiền. Hy vọng tôi làm việc này là vô nghĩa. Để rồi xem các người sẽ diễn trò tới đâu. Sao? Các người còn điều gì để chối cãi nữa không? Tôi hết lòng chăm sóc anh, chăm sóc gia đình anh. Vậy mà các người để hùa vào với nhau, để chơi lại tôi hết hồn như vậy đấy à? Tôi cơ hội để nhìn thấy bộ mặt thật của các người, để có thể thoát ra khỏi cái cuộc hôn nhân tồi tệ này. Đã lấy được đồng nào đâu mà mang tiếng cơ. Có giỏi ấy thì bỏ đi, làm như báu lắm ý. Cường, mày lấy hẳn một con khác xinh hơn, ngon hơn, giàu hơn cái này cho tao. Cái loại đàn bà mà lắm mưu nhiều kế cần cái quái gì. Thôi thì mọi chuyện cũng qua rồi, coi như qua chuyện này thì là cho mọi người hiểu nhau hơn. Bây giờ là cô xin lỗi tôi này, xin lỗi mẹ tôi, xin lỗi chị tôi đi. Thì tôi bỏ qua cho, tôi coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh nghĩ ra, cái chuyện mà các người cướp đi tính mạng của bố tôi chưa thèm tính sổ với các người đâu. Bố mày chết là do bệnh tật, chứ liên quan gì đến chúng tao. Mà tao nói cho cái mặt mày biết nhá, vợ ơi, không lấy người này, con tao lấy người khác. Mày cứ làm như là mày báu bở lắm đấy. Hai đứa, đi về. Mất công mất sức mệt hết cả người, đi. Từ từ đã, không dễ dàng như thế đâu. Các người phải trả lại toàn bộ của hồi môn của tôi. Nếu không ấy, thì những cái lời mà các người vừa thú nhận, camera ở nhà tôi đã quay lại được hết rồi. Tôi sẽ báo với công an, các người sẽ phải ngồi tù mọt không. Mẹ ơi, con sợ ngồi tù lắm. Mẹ trả hết của hồi môn cho cô ta đi, trả đi, trả đi. Không những thế, anh còn phải đồng ý ký vào đơn ly hôn, từ chối toàn bộ tài sản của tôi. Tôi không cần cái gì của các người, tôi chỉ muốn lấy lại toàn bộ tài sản thuộc về tôi thôi. Anh đồng ý, cái gì anh cũng đồng ý hết. Mẹ ơi, cái tội này đủ đi tù một công đấy. Không thấy ngồi tù đâu mẹ. Được rồi, ra rồi vẫn bị con danh để nó chơi thì đây, thì trả tất cả của hồi môn bố mẹ mày cho mày ấy, nằm cả trong này này, cô cầm lấy. Tôi trả rồi. Cô ơi, mà cần làm cái trò gì nữa thì đừng có mà trách tôi đấy. Hai đứa đâu? Đi về. Ừ, mẹ ơi, còn cái này sao? Giải quyết thế nào? Ui, thì cứ đi về rồi tính chứ sao? Nhục chết. Ai hả? Rồi ạ. Nhục chết. Anh còn nhớ mặt mày đấy. Thôi, để chuyện này. Bố, là bố đã cho con cơ hội này.
con sẽ nắm bắt và sẽ thay đổi để có cuộc sống tốt hơn. Bố yên tâm an nghỉ bố nhá. Cái gì đấy hả con? Đang ăn mất hết cả ngon. Mẹ không biết cái gì cả. Mấy cái đứa bán xiên bẩn như này nó lãi lắm. Và bán một lãi 10 luôn ý. Nên là nếu mình đi ăn mà mình thật thà quá là mình chịu tiền cho mẹ. Ôi xời ơi, đúng là con gái của mẹ tính toán đấy, còn hơn mẹ. Đúng là con hơn mẹ là nhà có phúc nhỉ. Chứ làm gì nữa. Thế nhưng mà bây giờ cái xiên này ăn hết rồi, vứt đi đâu? Mày vứt ở đâu? Vứt ở đâu á? Ừ. Ở đây. Ở đây đi. Tôi gửi này. Này, không biết là đỡ được bao nhiêu tiền mà mày bắt tội mẹ như thế này ấy. Thảo nào, hôm nay ấy bảo mẹ cứ ăn thoải mái đi. Úi dồi ôi, hèn gì. Thì đây không ăn thoải mái được còn gì nữa. Chú vứt đi nhanh rồi gọi nó ra thanh toán không nó biết đấy. Em ơi, ra thanh toán cho chị em ơi. Chị có thanh toán ạ? Ừ. Chị ơi, lúc nãy em nhớ là mình có gọi khoảng tầm 40 xiên, nhưng mà sao ở đây lại... 40 xiên là 40 xiên nào hả em? Ô hay, đây mẹ coi chị ăn bao nhiêu thì nó còn bấy nhiêu thôi này, em đếm này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 que. Đây ăn bao nhiêu thì nó ở đây thôi, làm sao mà mẹ con chị ăn được cái que này hả em? À, chị biết rồi, em làm như thế này là cố nhét xiên vào mồm khách để em tính nhất tiền đúng không? Ôi dồi ôi, sao em làm ăn thất đức thế hả? Không, không, không chị ơi, xin lỗi cô, xin lỗi chị, nhưng mà ban nãy em có nốt vào từng bàn là mỗi bàn ăn bao nhiêu xiên. Nhưng mà không hiểu sao đến lúc tính tiền. Này, sao sao cái gì? Sao ở trên trời ấy? Cô nhìn mẹ con tôi bé nhỏ thế này, lịch sự như thế này mà ăn làm sao hết 40 xiên được? Tính tiền đi, nhanh lên còn đi nào. Đúng rồi đấy, tính nhanh lên, không không trả tiền nữa đâu ấy. À dạ con, cháu xin lỗi, là lỗi của cháu ạ. Thế thì bàn mình có 10 xiên và 2 cốc nước. 2 cốc nước thì thôi cháu mời, 40 nghìn ạ. 40 nghìn? Ôi dồi ôi, em gái em đùa chị à, sao em bán gì bán đắt cắt cổ đấy à? Chị ăn ngoài đầu ngõ kia có 3 nghìn một xiên thôi, 10 xiên cùng lắm là 30 nghìn thôi, sao em bán đắt thế? Đúng rồi đấy. Bán như này là không được đâu nha, bán một lãi 10 như này là không được đâu nha, lần sau chị không quay lại đâu. Không được đâu chị ơi, chị thông cảm. Bọn em buôn bán lãi lời không được bao nhiêu, em không bớt được nhiều như thế đâu chị ạ. Ôi giời ơi, gớm nữa, tôi còn lạ gì mấy người bán hàng rong như cô. Bán mấy cái xiên bẩn này nhá, nhập một cái này chắc là có vài trăm đồng, về bán một phát lên 4 ngàn một que. Bán một lãi 10 như thế à? Phiên phiến đi, gớm nữa, bán thì còn nhả vía lần sau khách nó đến cho nó đông. Chứ bán đắt này lần sau không quay lại đâu. Này, cầm lấy 30 nghìn. À, chị ơi, em không nhận được từng này đâu ạ. Chị thấy ngon thì lần sau chị lại quay lại ủng hộ giúp em. Chứ em không bớt được nhiều như thế chị ạ. Này, hết tiền lẻ rồi, còn có mỗi 30 thôi, cầm đi. Cô ơi, cô thông cảm. Nếu mà cô hết tiền lẻ thì cô đưa tiền chặn đây cho trả lại ạ. Thế luôn, chưa bao giờ đi ăn ở cái quán nào mà gặp con bán hàng khó tính như em luôn đấy. Tiền lẻ không có, tiền chặn thì cũng không có luôn. Thế bây giờ như này đi, nói nhiều mệt quá, ăn đã no rồi còn phải cãi nhau nữa. Phải tay ra. Đây. Đây em đếm đi, 30.000 cộng với 10 cái kẹo là tổng 40.000 nhá. Bình thường chị đi siêu thị ấy, người ta không có tiền lẻ, người ta vẫn trả lại cho chị như thế đấy. Cầm đi, đủ rồi nhá, 40.000 không thiếu một xu nào rồi đấy. Ôi dồi ôi, bán thì bán đắt, lần sau không quay lại đâu. Em đi, không nhận. Chị ơi, em không bớt được như thế đâu. Chị sao trên đời lại có cái người vô lý được như thế nhở? Đây rõ ràng là chỗ xiên của mình mà. Không lẽ hai người này giở trò lươn lẹo tính quỵt tiền à? Đúng rồi.
Tôi đã nghi ngờ hai người rồi mà. Rõ ràng chỉ được có vài cái xiên thôi, tại sao lại giở trò quỳ tiền lươn lẹo như thế? Các người báo trả lại đây, không trả tiền tôi đây. Này, cái con này, mày ấy định hành hung đánh cả người già à? Mày có tin ấy, tao kiện mày cho công an bắt bỏ tù mày không ạ? Cháu không làm gì cô cả, cháu chỉ lấy lại đồ của cháu mà thôi ạ. Hai người trông phải sang trọng thế này mà định bắt đạt người lao động như cháu ạ? Cháu mở quán là để phục vụ người lao động vào sinh thôi ạ. Này, mày phục vụ ai thì mặc xác nhà mày. Ủa, con mắt nào của mày hả? Con mắt nào của mày nhìn thấy mẹ con đang cắp đồ của mày hả? Cái đồ ở đây là cô đẻ ra à? Trông cô thì cũng xinh đẹp thật đấy, nhưng mà cô dở trò ăn quỵt như thế này, không hiểu sau này ai sẽ dám lấy cô về làm vợ. Ô mày có dành con kìa. Tao nói cho cái mặt mày biết nhá, mày chỉ là con bán xiên bẩn thôi mà mày dám lên mặt dạy đời tao á, mày có tư cách gì hả? Ờ à, đúng đấy, tao lấy của mày đấy. Mày làm gì tao? Cô ngang ngược thật đấy. Nếu cô đói, cô xin tôi có thể cho, nhưng mà cô đã thế này, tôi càng phải lấy lại. Này, cho con dành con để cho lại. Con này, mày chết này. Này, mẹ nói thật nhá, bình thường ấy mẹ cũng đã biết là mày xấu tính rồi, nhưng mà không nghĩ là mày lại có thể xấu tính được đến như thế. Mà mày làm như thế để làm gì hả con? Đúng là mẹ yêu con khác, lúc nào cũng hiểu con gái của mình thôi. Nhưng mà khổ lắm. Con ý, con chả muốn làm gì đâu, nhưng con kể cho mày nghe này. Cái con bán xin bẩn đấy, nó chính là người yêu của giám đốc của công ty con đấy. Eo ơi, không hiểu sao cái loại hèn hạ này, mạt hạ, xấu xí như nó mà leo lên làm người yêu của giám đốc. Trong khi mẹ thì nhìn con gái của mẹ đi, xinh không? Xinh đúng không? Quyến rũ đúng không? Thần thái như thế này, thế mà ông giám đốc cũng lại từ chối con. Cho nên con tức quá, con mới làm cách này cho bỏ túc thôi mẹ ạ. À, mẹ hiểu rồi. Nhưng mà công nhận là mày cũng gớm mặt thật đấy. Thế mày không sợ ấy, con kia nó tâu với giám đốc à? Sợ gì hả mẹ? Thì con đã có cách khác hay hơn rồi. Con ấy là con muốn chiếm được vị trí ở trong lòng của tên giám đốc đấy. Nhưng mà nếu anh ta không tự nguyện thì mình ép, đúng không? Sợ gì? Nhưng mà để làm được điều này ấy thì mẹ phải giúp con đấy nhá. Con bảo nhà sếp con đang cần tuyển giúp việc, bây giờ con sẽ lo lót để cho mẹ vào đấy làm ô xin. Xong rồi tiện thế mẹ tìm cách, mẹ tạo cơ hội để con hành động nhá. Sao mày lại bắt mẹ làm ô xin? Ô hay, làm ô xin thì có làm sao đâu. Thế bây giờ nhá, con gái của mẹ được làm vợ của giám đốc, được sống sung sướng, không phải lo cơm áo gạo tiền thì có phải là sướng hơn à? Ôi trời ơi, kể ra ấy, có cái mác mẹ vợ của giám đốc cũng sướng là phết đấy chứ nhỉ. Chứ còn gì nữa. Bạn bè mẹ mà hỏi nhá, mẹ cũng bảo là con rể của mẹ làm giám đốc chó oai đúng không? Nhưng mà mẹ phải nghe theo con bảo nhá. Thì được rồi, nhất trí. Đi. Anh. Em bận như thế còn mang cơm đến cho anh làm cái gì? Thì em là người yêu của anh mà. Với cả anh ý suốt ngày bỏ bữa thôi, nên em mới phải đích thân mang cơm sang cho anh đấy. Này, ăn đi. Thương anh thế này ấy, bảo sao anh không yêu cho được. Mà vết thương ở tay em hôm trước có còn đau không? À, không sao ạ, cũng chỉ là vết sức nhỏ thôi mà. Anh mà biết hai mẹ con hành hung em là ai ấy, thì không để yên đâu. À, giới thiệu với em, ngày hôm nay nhà anh có cô giúp việc mới rồi. Từ nay ý, cô sẽ thay em lo những thứ cơ bản cho anh, để em có thời gian lo cho quán ăn và chăm sóc bản thân mình hơn. Vâng ạ. Chào cho cô ạ. Vâng, chào cô. Dạ. Mà thôi, anh ăn đi. Nhớ là phải ăn hết đấy nhá. Em ở trong quán đây. Để anh đưa em xuống nhá. Cô dọn hút giúp cháu cô nhá. Chào cho cô ạ. Ôi dồi, hú hồn, suýt nữa thì nó nhận ra mình mất. Thank you.
gạo sẽ nấu thành cơm, mình sẽ trở thành mẹ vợ của giám đốc. Cô Vân. Dạ. Đấy là người yêu của cháu đấy ạ. Cô nhớ mặt cô ấy để lần sau cô ấy đến thì cô tiếp đón hộ cháu nhá. Tôi nhớ rồi ạ. Mà cậu Hoàng này, cậu to cao đẹp trai, lại tài giỏi như thế nữa, nhẽ ra ấy, cậu phải chọn một cô gái ngang hàng với cậu, là xinh gái này rồi giỏi giang, con nhà quyền quý chứ. Tại sao cậu lại chọn một cô gái bán xiên bẩn ở vỉa hè? Mà người như cậu ấy phải ăn ấy, tôm hùm này, vi cá này mới xứng. Chứ một cái đứa bán xiên bẩn vỉa hè như nó ấy, mang cơm cho người yêu toàn mấy cái món ấy, sặc mùi nhà quê, nghèo hèn. Cái gì mà rau, cái gì mà trứng. Cô Vân này, cháu thấy là việc yêu đương của cháu ấy, cô không còn can dự đến như vậy đâu ạ. Đến bố mẹ cháu cũng không can thiệp như vậy. Nếu là cô mới đi làm được có 2 ngày. Cô xin lỗi, cô hơi lỡ lời. Vì cô chỉ lo cho cháu thôi. Thôi, lần sau ấy, cô không dám nói nữa. Tôi không sao đâu. Cô Vân, cô đi lấy hộ cháu cốc nước. Cậu Hoàng ơi, cậu Hoàng. Hiệu nghiệm thật đấy. Mới đấy mà đã ngất rồi. Alo. Con gái à, cá cắn câu rồi nhá. Đến nhanh đi. Mẹ của con đúng là siêu tận đấy. Mới có mấy hôm thôi mà đã có hiệu quả như thế này rồi. Chuyện mẹ con mà lại những cái việc như thế này, mẹ con giỏi mà. Bây giờ ấy, việc của mẹ xong rồi, tất cả còn lại là việc của con. Vâng, vâng, vâng. Mẹ cứ đi ra ngoài đi, để con hành sự một lát ấy. Là ngày mai mẹ con mình là chủ cái nhà này rồi. Cố gắng nha. Anh Hoàng ơi. Này. Cô là ai? Tại sao lại sồng sộc vào nhà? Hả? Nhà có chủ đàng hoàng mà. Tôi là người yêu của anh Hoàng. Tôi còn gặp anh ấy. Mà khoan đã, cái giọng nói này rất quen, cái khuôn mặt này nữa. Bà chính là một trong 2 người đánh tôi hôm đấy. Lúc gặp bà tôi đã ngờ ngợ rồi. Tôi không nhận sai người. Tôi phải nói chuyện này cho anh Hoàng biết. Anh Hoàng ơi. Này, mày nhận ra rồi thì mày làm gì được tao hả? Tao nói cho mày biết nha, bây giờ cậu Hoàng với con gái tao đã gạo nấu thành cơm rồi. Con gái tao sẽ là vợ của giám đốc Hoàng. Còn cái con bán xin bẩn vỉa hè như mày mà không có cửa đâu. Đi về đi, đi về đi. Không thể thế được. Anh Hoàng ơi. Bà, chính bà là người đã bày ra cái thủ đoạn này đúng không? Hả? Tôi phải vào. Bà bỏ ra. Này. Anh Hoàng. Mọi chuyện xong rồi. Sao rồi á? Nhanh thế. Trinh, con làm sao thế này? Làm sao mà biết được. Anh Hoàng ơi, lúc nãy em tới nhà anh ấy thì em thấy anh bị ngất ở ngoài ghế, nên là em mới dìu anh vào đây để nghỉ ngơi thôi. Chứ em có làm gì với anh đâu. Anh hiểu lầm em rồi. Từ sáng đến giờ ấy, cậu chỉ ăn hộp cơm của cô ta mang đến. Chắc chắn là cô ta có âm mưu để chiếm đoạt tài sản của cậu cho nên mới làm thế đấy. Em không cần phải lo đâu. Vì đây chính là âm mưu của 2 mẹ con nhà họ. Anh đã biết hết mọi chuyện rồi, nên anh đã tương kế tiểu kế để lật mặt 2 mẹ con nhà họ. Cái thứ con gái ấy, bán quán ăn vỉa hè mang cho người yêu ấy, mấy cái món ăn toàn chán đời. Tại sao mới gặp lần đầu mà cô ấy đã biết người yêu mình bán xiên, lại còn biết bên trong hộp cơm này có gì nữa? Chắc chắn là cô ấy đã mở ra rồi sao lại phải đóng lại, lại còn liên tục nói xấu công kích người yêu mình. Chắc chắn là có vấn đề gì đây rồi. Cô Vân, cô đi lấy hộ cháu cốc nước.
rồi. Bà đã cố tình cho thuốc vào đồ ăn của tôi để cho tôi và con gái bà có thể làm chuyện đấy, có đúng chứ? Không phải đâu anh ơi. Thật sự là em chỉ tình cờ đến nhà anh thôi, chứ em với bà ta có quan hệ huyết thống gì đâu. Anh đừng hiểu lầm em ạ. Rõ ràng hai người là mẹ con mà. Hai người còn gây sự quỳ tiền xong đánh tôi nữa. Không lẽ bây giờ chỉ vì một người đàn ông mà cô không nhận cả mẹ của mình? Này, con nói liên thuyền cái gì đấy? Tôi và cô chưa hề gặp nhau bao giờ, tại sao cô lại đổ điêu cho tôi như thế hả? Ngay từ khi gặp bà ta, dù bà ta có đeo khẩu trang nhưng tôi vẫn nhận ra bà ta chính là người đã đánh mình. Chính vì thế nên tôi định quay lại để nói cho anh Hoàng biết. Tôi mới chứng kiến một âm mưu còn to lớn hơn. Em không cần phải giải thích đâu, vì anh đã biết trước hai mẹ con họ chính là người hành hung em rồi. Anh đã xin được camera ở gần đấy và biết trước một chuyện, nhưng mà anh đã cố tình giả vờ như không biết gì để xem âm mưu tiếp theo của hai mẹ con nhà họ là gì. Bà nghĩ trong nhà của tôi không có camera? Tôi sẽ gửi bằng chứng đấy lên công an. Bà cứ chờ ngày mà đi tù đi. Còn cô Trinh, từ giờ trở đi cô sẽ bị sa thải. Cậu ơi, tất cả là âm mưu của cô ta. Cô ta bắt tôi là phải làm như thế đấy ạ. Mẹ, sao mẹ lại đang đứng con như thế? Trời ơi, tao không muốn đi tù đâu. Mày ở đây mà giải quyết hậu quả đấy nhá. Mẹ. Anh ơi, tất cả là vì em yêu anh quá cho nên mới làm như thế thôi. Cô thôi đi. Cô không hề yêu tôi. Cô chỉ muốn chiếm lấy tôi và chiếm lấy tài sản của tôi thôi. Và hơn thế nữa, tôi cũng đã có người yêu rồi. Và những việc mà cô làm với người yêu của tôi ấy, tôi không thể nào mà chấp nhận được. Cô cứ chờ mà gánh lấy hậu quả đi. Được, chúng mày được lắm. Cứ chờ đấy. Mẹ ơi, mẹ ơi, cởi trói cho con, mẹ ơi. Em cứ yên tâm đi, anh sẽ không để vụ này chìm đâu. Cảm ơn anh, người yêu của em ý là tuyệt vời nhất.